Vào chiều ngày 14 tháng 2 năm 2022, trang blog chính thức của NMB48 đã thông báo rằng thành viên NMB48 Mizuta Shiori sẽ tạm dừng hoạt động vì tình trạng sức khỏe kém. Từ năm ngoái, Shiori đã thường xuyên đau ốm nên lúc này buộc phải nghỉ ngơi để tiện cho các hoạt động sau này.